Xin kính chào quý vị và các bạn. Trung bộ có mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6 từ ngày 26 đến 28 tháng 10. Vùng mưa lớn tập trung từ Quảng Trị đến Bình Định. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10, phía Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Cập nhật đến chiều nay, bão số 6 vẫn giữ cường độ ổn định là cấp 10 giật cấp 12. Vùng tâm bão đang ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc biển Đông và dự báo là bão số 6 sẽ di chuyển tới vùng biển của huyện đảo Hoàng Sa và đạt cường độ mạnh nhất là cấp 12 tương đương với sức gió 120 km/h, giật cấp 15 tương đương với gió giật có thể tới 183 km/h. Sau đó, bão sẽ di chuyển hướng về vùng biển của khu vực Trung Trung Bộ đến 16 giờ Ngày 28 tháng 10, vùng tâm bão nằm ngay trên vùng biển ven bờ của khu vực Trung Trung Bộ với cường độ bão cấp 9, giật cấp 11. Trên đất liền từ chiều tối và đêm mai đến ngày 28 tháng 10 ở khu vực từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi có mưa lớn trên diện rộng, tổng lượng mưa là từ 300 đến 500 mm và có nơi mưa vượt 700 mm. Cảnh báo mưa lớn gây ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở các sườn đồi núi. Thành phố Đà Nẵng sẽ có mưa lớn kéo dài trong cả 4 ngày tới do ảnh hưởng của bão. Mưa có thể làm ngập úng khu vực trũng thấp. Thứ tư thì mưa sẽ giảm chỉ còn xảy ra ngắt quãng. Sang thứ năm và thứ sáu của tuần sau trời chuyển nắng hoàn toàn với nhiệt độ cao nhất vào khoảng là 30 độ C. Tây Nguyên dự báo ngày mai nắng từ sáng cho đến chiều ít mưa, bầu không khí dễ chịu. Với nhiệt độ các thành phố Con Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Giang Nghĩa sẽ không vượt quá 28 độ C. Riêng Đà Lạt thì chỉ vào khoảng là 24 độ C. Dự báo tại Gia Lai ngày mai trời chủ đạo là nhiều mây tạnh giáo. Mưa sẽ xuất hiện nhiều trong ngày Chủ nhật và ngày thứ hai. Cục bộ có lúc mưa to dồn dập, Nguy cơ sẽ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở các sườn đồi núi. Từ thứ ba trở đi thì trời sẽ chuyển nắng nhiều, thích hợp cho những kế hoạch du lịch. Nhiệt độ vừa phải trong khoảng là từ 27 đến 30 độ C. Về đêm xe lạnh với mức nhiệt thấp nhất vào khoảng từ 19 cho đến 20 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo sẽ có mưa lượng khá trong 3 ngày của đầu tuần tới với ngưỡng nhiệt vừa phải từ 31 đến 32 độ C. Những ngày khác ít mưa, nắng nhiều với nhiệt độ khá cao 33 đến 34 độ C. Cảm giác nóng rõ nếu di chuyển lâu ở ngoài trời. Thủ đô Hà Nội sẽ nắng nhiều trong ngày mai và từ ngày thứ ba tuần sau trở đi, thích hợp để du khách có thể khám phá thủ đô với tiết trời nắng hanh. Chỉ lưu ý, là ngày chủ nhật và ngày thứ hai mưa rông có thể xuất hiện, mưa chủ đạo là ngắt quãng với lượng nhỏ không đáng ngại. Và có bản tin là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.